Trong trận mở màn tuần 6, Fox tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi đánh bại Long Sim Raffles 2-0. Trong đó, Closer và các đồng đội giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đồng thời giữ được vị trí thứ 7. Ván 1 Fox thi đấu bên sân, lựa chọn bộ đội chủ lực John Zeri. Long Sim sử dụng hai sở thủ với Corky Misfortune. Giai đoạn đầu, Fox thể hiện sự áp đảo khi tạo chênh lệch 3.000 tiền. Giai đoạn giữa, Fox nỗ lực gia tăng lợi thế khi đẩy trụ Long Sim. Phút 25, Long Sim tấn công clear nhưng Fox nhanh chóng phản công, qua đó giành được Baron. Tận dụng bù lợi để Fox đẩy hết trụ ngoài trước khi thắng giao tranh quyết định ở phút 31. Ván 2, Long Sim qua bên xanh, hai bên đều hướng tới hai xạ thủ, Lucien Ash Long Sim và Corky Senao của Fox. Hai bên liên tục giằng co trong giai đoạn đầu, mặc dù vậy Fox bắt đầu vượt lên khi liên tục hạ được trụ của Long Sim. Phút 24, Fox thắng giao tranh quan trọng tại hang rồng, hạ được 3 người và giành được Baron. Bộ lợi này giúp Fox phá trụ thành công, nâng chênh lệch thành 5.000 tiền. Chỉ 5 phút sau, hai bên tiếp tục giao tranh lớn ở rồng và Fox giành được linh hồn rồng hóa kỹ và Baron thứ hai. Cuối cùng Fox đẩy cả 3 đường và giành chiến thắng ở phút 34. Vòng bảng VCS mùa hè chính thức diễn ra trở lại từ ngày 27 tháng 7 tới. Để kịp tiến độ cho giai đoạn playoff, ban tổ chức đã sắp lịch thi đấu bù cho những trận ở tuần vừa qua. Tất cả các trận BO3 vòng bảng từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 sẽ được bắt đầu từ lúc 15 giờ mỗi ngày, trừ ngày 31 tháng 7 sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ. Ngoài trừ ngày 31 tháng 7, các ngày thi đấu còn lại đều sẽ có 3 cặp BO3. Đồng thời lịch thi đấu của các đội cũng rất dày. Tính đến hiện thời điểm hiện tại, MGM Blue đang là đội thi đấu ít nhất tại VCS mùa hè với chỉ 5 trận, trong khi các đội khác đã là 6 đến 7 trận. Do đó đội tuyển này phải thi đấu bù hết công suất để đủ số trận của vòng bảng. Theo lịch mà VCS vừa công bố, MBE sẽ thi đấu 2 trận liên tiếp vào các ngày 27 và 28 tháng 7. Bước sang tuần sau, đội tuyển này tiếp tục chuỗi 5 trận đấu không nghỉ từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Nhiều cổ động viên lo lắng lịch đấu này sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các tuyển thủ. Dù mỗi ngày một trận BO3 là không quá lâu, nhưng việc thi đấu liên tiếp 5 ngày có thể ảnh hưởng. Tuy nhiên đây cũng là trường hợp bất khả kháng ở thời điểm hiện tại, khi ban tổ chức không thể đưa ra phương án sắp lịch thi đấu tối ưu hơn. Sau 2 tuần còn lại của vòng bảng, 5 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tiến vào vòng playoff về thử thức nhanh thắng thua kể từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 8. Hai trận đấu cuối cùng là chung kết nhanh thua và chung kết tổng sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 năm, VCS sẽ trở lại tổ chức offline một trận chung kết, dự kiến sẽ đón chào 2.000 khán giả đến xem. T1 để thua 3 trận liên tiếp tại LCK mùa hè và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đã có nhiều lý do được đưa ra, trong đó đáng kể nhất là các tuyển thủ không thích ứng được meta. Gumayusi bị nhiều fan chê trách vì mãi không thể sử dụng thuần thục Ezreal, một lựa chọn mạnh hàng đầu ở đường dưới. Dù vừa có ván thắng đầu tiên với vị tướng này trong năm 2024, nhưng mà trình diễn của anh với Ezreal là không khiến cho các fan hài lòng. Mới đây, tuyển thủ sinh năm 2K2 còn bị bất ngờ chỉ trích vì lý do liên quan đời tư. Theo một bài đăng của fan Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo, Guma trong những ngày qua liên tục chơi game với một tài khoản lạ, đặc biệt là ngay sau trận thua của T1 trước Hanwha Lions. Trong suốt buổi tối hôm đó, Guma đã được phát hiện chơi liên tục cùng tài khoản có số đuôi là 0302 ở chế độ hiểm họa đổ bộ. Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng điều tra ra đây là tài khoản của một cô gái tên là Hira. Nhiều người thậm chí nhận ra rằng đây chính là bạn gái cũ của Guma UC. Được biết trước đây xạ thủ của T1 từng quen cô này, nhưng sau đó chia tay. Hira tiếp tục quen một tuyển thủ LCK khác là Wheeler một thời gian, và hiện tại cô này đang độc thân thì có dấu hiệu quay trở lại với Guma UC. Trước vụ việc này, nhiều fan Trung Quốc đã chỉ trích Guma vì tình yêu mà bỏ bê việc tập luyện, thậm chí chơi game cùng bạn gái đến 2-3 giờ sáng ngay sau thất bại của đội nhà. Các fan của Guma ở Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng khi tuyển thủ này không chịu xem xét lại bản thân, nghiên cứu chiến thuật sau trận thua mà lại nhanh chóng giải trí cùng với bạn gái. Thời gian vừa qua có khá nhiều tướng xạ thủ được sử dụng ở cả đường giữa lẫn đường trên, từ trong xếp hạng đơn cho đến giải chuyên nghiệp. Jesus cũng đã sử dụng Zeri ở World Cup vừa qua, nhưng tuyển thủ này cho rằng Zeri thực sự quá khó chơi, còn Varus mới là tướng mạnh. Varus đường trên đang rất mạnh, đặc biệt sẽ rất khó đối đầu 1-1 với tướng này ở thời điểm hiện tại, trong khi đó Zeri đường trên thì khó chơi hơn, chỉ đối đầu tốt với kiểu như Kessante. Vì vậy tôi nghĩ rằng hiện tại Zeri đường giữa mới mạnh, đặc biệt khi dùng để đi đường với những Corki, Kristana, Lucien. Ngoài ra Zeri đường trên cũng có thể được chọn để khắc chế Gangplank, nó khiến vị tướng này khó mà thực hiện được combo nối thùng. Bên cạnh đó, đường trên của T1 cũng tiếp tục hé lộ nhiều điều về dàn skin vô địch thế giới, dự kiến sẽ sớm được ra mắt trong 1-2 phiên bản nữa. Zeus cho rằng skin Jayce rất ấn tượng và có thể sẽ là skin cháy hàng, đặc biệt nếu so với Jin. Anguma nói rằng skin Jayce và Lee Sin sẽ khó bán, nhưng tôi nghĩ rằng skin Jin mới ế vì hiện tại chắc chắn không nhiều người chơi tướng này. Jayce thì có thể được chọn ở nhiều vị trí từ đường trên, đường giữa và Lee Sin cũng tương tự nên sẽ được chọn nhiều. Skin T1 Jayce có hiệu ứng ở dạng búa cũng rất ấn tượng đó. Dự kiến phiên bản 14.16 sẽ là thời điểm mà skin này đổ bộ. Theo các nguồn tin được rò rỉ, kế hoạch giới thiệu bộ skin này đã được ra xác định một thời gian dài trì hoãn. Theo đó, ngày 14 tháng 8 là ngày mà bản 14.16 được cập nhật. Tuy nhiên, những skin T1 2023 sẽ có mặt sớm trên máy chủ thử nghiệm PPE từ ngày 31 tháng 7.
Sau khi giảm sức mạnh của Cristana, có khi đường giữa đến lượt những tướng sở thủ khác như Zeri, Lucien hay cả Draven xuất hiện ở các đường đơn. Mới đây nhất là Metavirus đường trên đã xuất hiện trong các giải chuyên nghiệp. Trước sự mất cân bằng này, Rad đã phải nhanh chóng có động thái ứng biến. Theo trưởng nhóm cân bằng tướng Rad Frogson, sẽ có một đợt điều chỉnh lớn về trang bị để giảm sức mạnh của phần lớn tướng sở thủ phiên bản hiện tại. Những sự thay đổi giai đoạn giữa mùa này khiến các sở thủ mạnh lên trông thấy, đặc biệt là trang bị móc diệt thị quái đang là thứ khiến sở thủ đi đường đơn sớm đạt được ngưỡng sức mạnh, cả bước chân thần tốc. Do đó phiên bản 14.15 sắp tới, móc diệt thủy quái sẽ bị giảm 2% tốc độ di chuyển cộng thêm, đồng thời sát thương từ nội tại chỉ còn 80% hiệu lực trên tướng đánh xa. Ngoài ra, ngọc bước chân thần tốc sẽ bị giảm khả năng hồi máu từ cấp 1 đến cấp 14. Giao điện static cũng đang khá mạnh trên nhiều tướng nên trang bị này tiếp tục bị giảm 2% tốc độ di chuyển, đồng thời tăng giá từ 2.800 đến 2.900 vàng. Hai trang bị xuyên giáp là nỏ thần Dominic và lời nhắc tử vong cũng lần lượt mất đi 5% xuyên giáp. Ngoài ra, Red cũng có những điều chỉnh cụ thể lên các tướng sở thủ mạnh. Asriel sẽ bị giảm tỷ lệ sức mạnh QQ từ 140% xuống 130%. Trong khi đó, Varus được hướng trở lại lối chơi Max Q thay vì Max W như thời điểm hiện tại. Bản 14.15 dự kiến sẽ cập bến các máy chủ chính thức ngày 31 tháng 7. Với những game thủ mới chơi Liên Minh, Riot sẽ phát trang phục vinh quang miễn phí vào mỗi cuối mùa giải xếp hạng hoặc mỗi kỳ xếp hạng dựa trên thành tích trong mùa giải đó. Ví dụ như trong quá khứ, Riot đã tặng miễn phí cho người chơi các trang phục vinh quang của Maokai, Aatrox, Graves, Orianna, Anivia. Thông thường những trang phục này sẽ được giữ bí mật bởi Riot, nhưng mới đây công ty này bất ngờ làm lộ trang phục vinh quang mới dành cho cộng đồng. Trên máy chủ thử nghiệm PB, trong cửa hàng đột ngột xuất hiện cái tên Sona Vinh Quang. Đây được cho là phần thưởng xếp hạng mới sẽ xuất hiện trong bản cập nhật sắp tới. Tương tự như những trang phục vinh quang khác, khả năng cao Sona Vinh Quang vẫn sẽ có màu chủ đạo là vàng với những họa tiết bằng sắc tím hoặc xanh trắng. Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng Sona không phải vị tướng quá nổi bật trong mùa giải vừa qua đã nhận trang phục vinh quang, thậm chí vị tướng này gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi đấu trường chuyên nghiệp trong chế độ xếp hạng cũng như mấy khi được sử dụng bởi cộng đồng. Tuy nhiên, có lẽ Riot vẫn sẽ ra mắt Sona Vinh Quang trong giai đoạn nửa cuối năm nay.